Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Bản tin 24 giờ. Trong bản tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất và nóng đã diễn ra trong 24 giờ qua ở video sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết trên kênh Bản tin 24 giờ của chúng tôi. Kính thưa quý vị thân mến, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin cảnh báo sắp diễn ra dông lốc, mưa sét, mưa lớn, gió giật mạnh tại khu vực Hà Nội. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo từ 16 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, các tỉnh Cao Bằng, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang và Bắc Cạn tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 40 mm. Có nơi trên 70 mm, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún tại các huyện Trấn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu của Yên Bái, Tân Sơn, Thanh Sơn, Yên Lập của Phú Thọ, Bắc Mê, Xín Mần, Hoàng Su Phì của Hà Giang, Ngân Sơn, Na Dì của Bắc Cạn. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình, Cao Bằng, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy là cấp 1. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia qua phân tích trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết và định vị sét cho thấy, mây đối lưu đang gây ra mưa rào và dông trên một số quận huyện phía Tây của khu vực thành phố Hà Nội như Đông Anh, Gia Lâm và Long Biên. Từ 16 giờ đến 20 giờ ngày hôm nay, mây đối lưu tiếp tục phát triển mở rộng gây ra mưa rào và dông cho khu vực kể trên, sau đó có khả năng mở rộng sang các quận huyện nội thành khác của thành phố Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay khu vực vùng núi Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên có mưa vừa và mưa to. Cụ thể như Thượng Hà của Cao Bằng 74,9 mm, Thuần Mang của Bắc Cạn 46,7 mm, Nậm Lành của Yên Bái 70,2 mm, Sùng Đô của Yên Bái 58,0 mm, Nhị Hà của Ninh Thuận 58,2 mm, Đắk Tờ Can của Kon Tum 48,2 mm, Đắk Bút Xô của Đắk Nông 47,6 mm, Ngọc Đông, Sóc Trăng 47,6 mm. Dự báo từ chiều tối nay đến sáng sớm mai, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 100 mm. Khu vực Tây Nguyên Nam Bộ chiều tối và đêm ngày 5 tháng 6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 60 mm. Chiều tối nay, khu vực Bắc Trung Bộ, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 60 mm. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa vừa, mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Mưa dông ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cảnh báo sạt lở vùng núi phía Bắc và lốc xoáy trên biển. Cảnh báo 6 giờ tới nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình thuộc Cao Bằng, Trấn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu của Yên Bái, Tân Sơn, Thanh Sơn, Yên Lập của Phú Thọ, Bắc Mê, Xín Mần, Hoàng Su Phì của Hà Giang, Ngân Sơn, Na Dì của Bắc Cạn. Trên biển đang hình thành một giải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 12 đến 14 độ vĩ Bắc. Dự báo do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có xu hướng hoạt động mạnh dần lên với gió mùa Tây Nam ở phía Nam có cường độ trung bình đến mạnh, nên đêm ngày 5 tháng 6 đến ngày 6 tháng 6, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, vùng biển phía Nam của khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo, trước các hình thái thời tiết trên, người dân cần phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo cảnh báo. Chính quyền các cơ quan chức năng cần cung cấp nhanh, kịp thời thông tin dự báo thiên tai cho người dân, chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai bằng các hình thức khác nhau, vận động, tuyên truyền cũng như thực hiện lệnh cấm tuyệt đối người dân hoạt động tại khu vực có nguy cơ rủi ro cao, dễ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, dông lốc, sét và mưa đá. Người dân cần tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn công tác ứng phó phòng tránh thiên tai của chính quyền địa phương, cập nhật thường xuyên thông tin dự báo thời tiết khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của trung ương và địa phương để chủ động ứng phó. Từ đêm ngày thứ ba đến ngày thứ năm, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa và mưa to, tập trung vào chiều tối và đêm. Từ đêm ngày 5 đến ngày 14, miền Bắc có mưa rào và rải rác có dông, có mưa to đến rất to. Tiếp theo là bản tin dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai, mùng 6 tháng 6. Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất 33 đến 35 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Phía đông bắc bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to, riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa và dông. Cục bộ có mưa to đến rất to, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Vùng núi có nơi dưới 24 độ, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C. Riêng vùng núi có nơi trên 35 độ C. Đà Nẵng, Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng tối và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Kính thưa quý vị, tại Bình Phước, mưa lớn, gió giật mạnh làm cây xanh gãy, đè trúng ô tô. Tối qua, cơn mưa lớn kèm theo gió giật mạnh quét qua địa bàn huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, khiến một số ngôi nhà bị tốc mái, nhiều cây xanh bị gãy đổ. Đáng chú ý có hai ô tô dừng bên đường bị cây lớn gãy đổ đè trúng. Cụ thể, cơn mưa lớn kéo theo gió mạnh xảy ra vào khoảng 18:30 ngày hôm qua, sau đó khoảng 30 phút tại đường Lê Quý Đôn thuộc khu vực Đức Lập, thị trấn Đức Phong, cơn mưa đã khiến hai cây xanh lớn bị gãy đổ đè lên ô tô đỗ bên đường, gây hư hỏng nặng. Rất may thời điểm xảy ra sự việc không có người trên xe. Còn tại xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, cơn mưa lớn kéo theo lốc xoáy đã khiến nhiều cây xanh bị gãy đổ, một số ngôi nhà bị tốc mái. Ngay trong đêm qua, lực lượng chức năng huyện Bù Đăng đã có mặt kịp thời dọn dẹp cây xanh và điều tiết phân luồng giao thông khu vực thị trấn Đức Phong, phối hợp với đơn vị liên quan thống kê thiệt hại, khắc phục hậu quả của thiên tai. Trận mưa to kèm theo lốc xoáy đêm qua trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã khiến một người bị mất tích và gây ra nhiều thiệt hại về nhà cửa, tài sản của người dân tại một số huyện trong tỉnh. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, vào ngày hôm nay các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của ông Nông Văn Thắng, sinh năm 1975, trú tại thôn Trung Tâm, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình, và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Trước đó, vào khoảng 19:30 phút ngày hôm qua, ông Thắng đi thuyền đánh cá trên hồ Thác Bà thì gặp dông lốc, gió mạnh khiến thuyền bị lật và mất tích. Tính đến ngày hôm nay, mưa to kèm theo lốc xoáy đã làm sập đổ tốc mái 480 ngôi nhà của người dân trên địa bàn các huyện Lục Yên, Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình và Văn Yên, thị trấn Nghĩa Lộ. Ngoài ra, mưa lốc làm thiệt hại hơn 36 ha nông lâm nghiệp tại huyện Văn Yên và Lục Yên. Một số cột điện và đường dây điện cũng bị đổ gãy và hư hỏng. Lốc xoáy đã làm tốc mái một dãy nhà của trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Tiến số 1, huyện Lục Yên, trường tiểu học và trường trung học cơ sở xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ bị đổ 35m tường rào. Hội trường thôn tại xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn và một số nhà xưởng doanh nghiệp, một nhà để xe của trạm y tế xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn và một xưởng gạch bê tông diện tích 100m2 tại xã Yên Hợp, huyện Văn Yên bị đổ sập. Ước tính thiệt hại tại các địa phương trong tỉnh khoảng 1,5 tỷ đồng. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các địa phương kịp thời huy động lực lượng tại chỗ khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống cho nhân dân, thăm hỏi động viên hỗ trợ gia đình có người bị chết, gia đình có nhà ở bị sập đổ hoàn toàn, tốc mái, hỏng mái, giúp đỡ nhân dân ổn định chỗ ở. Cùng đó, các địa phương duy trì công tác trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời đến tận các thôn, bản để chính quyền, người dân biết, chủ động phòng tránh, sẵn sàng các phương án ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.